Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay 31 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin ông Nguyễn Phú Trọng chủ động tấn công tham nhũng có tạo được chuyển biến mới hay không. Hôm thứ Sáu ngày 28 tháng 1 chứng kiến tin tức về hàng loạt vụ kỷ luật điều tra quan trọng tại Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, cục trưởng cục lãnh sự cùng 3 người tại Bộ Ngoại giao đã bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Tại một buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô, chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam nói trong vụ kit test Việt Á, hiện cơ quan điều tra cũng đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài sản trị giá khoảng 1.220 tỷ đồng. Cũng ngày 28 tháng 1, ông Lê Đức Vinh, 58 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bị khai trừ khỏi đảng do cáo buộc sai phạm khi giao cho doanh nghiệp làm dự án núi Chín Khúc. Đây là hình ảnh núi Chín Khúc bị băm nát để làm khu du lịch tâm linh. Ông Vinh đã bị bắt tạm giam vào hôm 8 tháng 6 năm 2021 cùng với ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây chỉ mới là một vụ án mới nhất trong hoạt động phòng chống tham nhũng tiêu cực được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt và hô hào. Dường như dư luận cho rằng đang có một hướng chủ động tấn công. Phát biểu hôm 20 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhấn mạnh: trị cả gốc lẫn ngọn tham nhũng với tinh thần không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà còn phải chủ động tấn công, xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực, tạo bước chuyển biến mới cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới. Trong năm 2021, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thi hành kỷ luật tổng cộng 32 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 26 cán bộ diện Trung ương quản lý liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo bao gồm 4 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 2 nguyên bộ trưởng, 1 bí thư tỉnh ủy, 5 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng, 2 nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, 5 nguyên phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, 13 sĩ quan đương chức cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Cũng trong năm 2021, các cơ quan tố tụng đã khởi tố điều tra 3.725 vụ trên tổng số 7.066 vụ và bị can, tăng 1.186 vụ so với năm 2020. Về tội tham nhũng, chức vụ, lợi dụng chức vụ quyền hạn, kinh tế, trong đó án tham nhũng chức vụ đã khởi tố tới 390 vụ trên tổng số 1.000 vụ bị can. Đây là hình ảnh hôm 30 tháng 9, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển Việt Nam đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu. Dù vậy, người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn bộc lộ những băn khoăn như không thấy xấu hổ. Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nói rằng, mặc dù có nhiều kết quả tích cực, nhưng ban chỉ đạo cũng nhìn nhận công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức rất lớn. Ông nói, vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế, nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực không thấy xấu hổ mà vẫn trơ ra đó? Ông Học cho biết đây là ý kiến của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo, theo tường thuật của tờ báo Thanh Tra. Còn trang báo Vietnamnet thì tường thuật nói lời ông Học như sau. Tổng Bí thư đặt câu hỏi, vì sao chống tham nhũng mạnh mẽ như thế, xử lý nghiêm nhiều hành vi vi phạm như thế, nhưng tham nhũng tiêu cực vẫn cứ trơ trơ. Sai phạm xảy ra ngay trong quá trình kiểm tra liệu có ai là chỗ dựa, có ai là chống lưng cho ngành hành vi tham nhũng tiêu cực hay không. Ông Học cho hay Tổng Bí thư thường đặt vấn đề là ai đã bao che tiếp tay cho những người vi phạm pháp luật trốn ra nước ngoài. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa hiện đang ở nước ngoài và đang bị truy nã. Tổng Bí thư yêu cầu cần phải có quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, bài bản hơn, hiệu quả hơn. Năm mới phải quyết tâm mới, khí thế mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Học thông tin. Đa đảng và chống tham nhũng. Với nhiều nhà quan sát, vấn đề tham nhũng gắn liền với bản chất hệ thống chính trị một đảng tại Việt Nam. Trong một bài phỏng vấn trên đài BBC vào năm 2021, ông Võ Văn Tạo đã nói rằng muốn tạo ra đột phá, giảm đáng kể nạn tham nhũng, cần thay đổi căn bản trong thiết chế chính trị như chấp nhận đa nguyên chính trị, chấp nhận đa đảng, đề cao tự do báo chí, tự do ngôn luận, để quyền lực bị kiểm soát một cách thực chất.
Một cách khác, ông Nguyễn Phú Bình thì nói rằng, theo tôi, giai đoạn mới này ngay từ đầu đã dựa trên quan niệm sai, quan niệm rằng tiêu cực đẻ ra tham nhũng là không đúng, nên chắc chắn không có hiệu quả. Tôi cho rằng cơ chế đẻ ra tham nhũng đẻ ra tiêu cực, giai đoạn mới này do đó nên tập trung giải quyết cơ chế xóa bỏ độc tài sẽ xóa bỏ tham nhũng. Một Việt Kiều ở Úc, Nguyễn Quang Duy thì khẳng định, người dân Việt trong và ngoài nước phải giành lại quyền lập hiến, bầu lên một quốc hội lập hiến, soạn tân hiến pháp, xây dựng một thể chế tam quyền phân lập, soạn ra những điều luật mới chống tham nhũng và chống lại mọi tiêu cực xã hội do chủ nghĩa cá nhân đang gây ra. Đây là con đường duy nhất để có thể đưa đất nước Việt Nam đến tự do, dân chủ, giàu mạnh, đảm bảo toàn vẹn chủ quyền quốc gia. Những quan điểm như vậy không được Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận, xem là xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước. Đây là hình ảnh các cán bộ lãnh đạo của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao vừa bị bắt giữ, bao gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1974, quê tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, ông Đỗ Hoàng Tùng, sinh năm 1980, cũng sống tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, ông Lê Tuấn Anh, sinh năm 1982, quê quán Hưng Yên, Chánh văn phòng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, ông Lưu Tuấn Dũng, sinh năm 1987, sống tại Hà Nội, Phó phòng Bảo hộ Công dân Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Trong một bài phân tích gần đây, bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định rằng Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược và các định hướng về chính sách và chủ trương lớn, bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên, thống nhất lãnh đạo, công tác cán bộ. Ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa vân vân, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hóa vân vân trong nội bộ của Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị. Còn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị nói rằng các thế lực thù địch phản động tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm bác bỏ, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống quan điểm, đường lối của Đảng. Các vụ án trọng điểm trong năm 2022. Trong cuộc họp vào ngày 20 tháng 1 năm 2022, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ ra 10 vụ án trọng điểm như: thứ nhất là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương. Thứ hai là vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Cục Quản lý Dược Bộ Y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thứ ba là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận. Thứ tư là vụ án buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Đồng Nai và một số địa phương. Thứ năm là vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ xảy ra tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ đội Biên phòng. Thứ sáu là vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Cốp. Thứ bảy là vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái Tâm Linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại khu vực núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thứ tám là vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và một số cơ quan đơn vị. Thứ chín là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Thứ 10 là vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Việt Á và một số cơ quan địa phương. Cứ như vậy, các đại án do các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra thất thoát hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng trong nước luôn xảy ra và chưa biết đến bao giờ dừng. Và thiệt hại cuối cùng là ngân sách nhà nước, đó chính là tiền thuế của nhân dân. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam khởi tố Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao
Bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Cục lãnh sự cùng 3 người tại Bộ Ngoại giao đã bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam vừa cho báo chí biết bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao cùng 3 người tại Bộ Ngoại giao đã bị bắt giữ. Thông tin ban đầu vào ngày 28 tháng 1 nói đây là vụ án có liên quan tố cáo nhận hối lộ khi cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước mà Việt Nam gọi là giải cứu. Đây là hình ảnh các dư luận viên thường xuyên tô vẽ các chuyến bay giải cứu công dân theo kiểu bay thẳng vào tâm dịch để giải cứu công dân. Tuy nhiên, thực tế, tất cả đều là những chuyến bay trục lợi với giá vé đắt gấp 5-10 lần so với bình thường. Nếu tính hết 200.000 người giải cứu theo kiểu này, thì các chuyến bay giải cứu cùng với nhóm liên quan đã thu lợi được 200 triệu đô la, tức là khoảng 4.600 tỷ đồng. Trang web của Bộ Công an Việt Nam đang thông báo và nói rằng hiện tại vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm trước pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an thông báo để các cá nhân, đơn vị có liên quan biết, chủ động liên hệ làm việc. Trung tướng Tô Ân Sô được trang web Việt Nam Express dẫn lời bà Lan bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam trong vụ án nhận hối lộ. Cùng tội danh xảy ra vụ việc khởi tố tạm giam ba ông Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, Phó Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, Chánh văn phòng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, Phó Phòng Bảo hộ Công dân Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Trang Việt Nam Express tường thuật, theo ông Sô, các bị can này bị cáo buộc có hành vi trục lợi cá nhân khi xét duyệt cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước. Hiện sai phạm cụ thể chưa được Bộ Công an công bố. Tờ báo của Công an Việt Nam thì nói rằng các đối tượng nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân. Còn báo Tuổi Trẻ vào ngày 28 tháng 1 đưa tin, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra đã tống đạt các quyết định và lệnh nêu trên, đồng thời thực hiện khám xét nơi làm việc của các bị can. Mới hôm 19 tháng 1, Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan còn có buổi gặp để trao giấy chấp nhận lãnh sự cho bà Arena Fedora, Tổng lãnh sự mới của Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự. Trục lợi trên chuyến bay giải cứu sẽ được trừng trị. Gần đây, chính phủ Việt Nam nói về hành vi trục lợi thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu. Thông điệp được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra vào ngày 20 tháng 1 trong cuộc họp báo đầu năm 2022. Bà Lê Thị Thu Hằng phản hồi lại câu hỏi của phóng viên báo Dân Việt về thực trạng người Việt về nước theo các chuyến bay giải cứu phải trả số tiền rất lớn, thủ tục khó khăn, được truyền thông đưa tin và những đề xuất thanh tra, điều tra có hay không để trục lợi từ các chuyến bay giải cứu. Chủ trương đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu và hoàn cảnh khó khăn về nước là chủ trương đúng đắn và nhân đạo của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Điều này cần đặt trong bối cảnh trong nước có những thời điểm hết sức khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trong quá trình triển khai đưa công dân về nước, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân có nhu cầu về nước, đăng tải công khai minh bạch thông tin và các điều kiện hồ sơ thủ tục đăng ký tên trên trang web chính thức và mạng xã hội. Để tránh công dân bị lừa đảo, bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản, Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo công dân không liên hệ với những cá nhân, tổ chức, các trang thông tin không rõ tính danh, không chính thống, không làm việc qua bất cứ hình thức môi giới trung gian nào. Bà Hằng nói tiếp, quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, những hành vi trục lợi, tiêu cực, thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu cần bị lên án trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói tiếp. Đây là hình ảnh, 4 bị can gồm bà Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1974, quê Hà Nội, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, ông Đỗ Hoàng Tùng, sinh năm 1980, sống tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, ông Lê Tuấn Anh, sinh năm 1982, quê Hưng Yên, Chính văn phòng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, và ông Lưu Tuấn Dũng, sinh năm 1987, sống tại Hà Nội, Phó Phòng Bảo hộ Công dân Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra bình luận như sau.
Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và Đỗ Hoàng Tùng đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Hai kẻ này là hai trong bốn kẻ vừa bị Bộ Công an Việt Nam khởi tố và bị tạm giam vì liên quan đến việc nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi dưới danh nghĩa chuyến bay giải cứu. Trong thời gian dịch bệnh, Bộ Ngoại giao đã cấp duyệt khoảng 800 chuyến bay để giải cứu với giá cắt cổ. Như chúng ta đã biết, mới đây, nhiều người Việt phải bay về ngả qua Campuchia rồi về đường bộ vào Việt Nam cho tiết kiệm. Vé bay từ Mỹ về Campuchia là 850 đô, vé từ Campuchia về Việt Nam là 280 đô, tổng cộng chỉ có 1.000 đô. Thế nhưng, những chuyến bay giải cứu có giá hơn 5.000 đô la, người ta phải trả giá đắt gấp 5 lần. Và trong 2 năm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chấn lột của người dân biết bao nhiêu trong hàng trăm chuyến bay gọi là giải cứu. Đây là hình ảnh bài phóng sự trên tạp chí Canada với tựa đề Việt Kiều về nước qua ngã Campuchia vì chuyến bay giải cứu đắt cắt cổ. Những chuyến bay gọi là ngạo nghễ hoặc là giải cứu được tuyên giáo ca ngợi trong những năm dịch vừa qua, cũng như Bò Đỏ hay dư luận viên Việt Nam ca ngợi suốt ngày vì sự quan tâm của Đảng. Giờ đây không biết sẽ nói gì. Còn ca ngợi Đảng ta vĩ đại, quang vinh nữa hay không? Vì làm gì có chuyến bay giải cứu nào, toàn những chuyến bay chấn lột dân ta. Đấy là sự tàn bạo vô nhân đạo của người Cộng sản, trong khi các quốc gia khác đều hồi hương âm thầm công dân của họ về và sốt sắng đưa hết công dân của mình đang ở nước ngoài về, thì Việt Nam đã chặt chém đồng bào của mình không thương tiếc. Mà với những chuyến bay giá trên trời như thế, liệu có mấy người có đủ tiền để về? Tôi nhớ có những người cũng đã từng có thời gian công dân Việt Nam kêu cứu nhiều nơi như Qatar, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Uzbekistan, v.v. Họ cầm bảng lên với sự thống thiết xin nhà nước Việt Nam đoái hoài tới họ để đem họ về vì đói, vì dịch bệnh. Nhưng tiếng kêu cứu ấy, chính phủ gần như ngó lơ và không hề hay biết sự hiện diện của họ. Mặc dù tiền gửi về thì chính phủ rất hoan nghênh. Đây là sự tàn độc và man dợ của một chính phủ bất nhân khi chấn lột những người có tiền mới đem họ về và mặc kệ những người lao động nghèo, khổ đang cầu cứu. Khi những chuyến bay gọi là giải cứu thì tuyên giáo lại tung hô ca ngợi Đảng, nhà nước vĩ đại. Nguyễn Thị Hương Lan hay còn gọi là Lan Giao, Lan làm ở Tổng lãnh sự Bộ Ngoại giao, Lan là đảng viên Đảng Cộng sản ưu tú, vừa mới được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen vì có công đưa người Việt Nam hồi hương trên những chuyến bay giải cứu. Lan suốt ngày chửi Mỹ và phương Tây, nhưng có hai con thì Lan lại gửi sang Tây du học cả rồi. Lan cũng có nhà ở bên Tây luôn. Đây là hình ảnh những chuyến bay giải cứu độc quyền với giá cắt cổ có sự tiếp tay chia chác của nhóm công chức của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Lan này không phải là người yêu của Điệp nên không thích đi tu mà thích đi tù. Tối qua, Lan bị bế đi cùng ba đồng chí của mình, lý do đã ký duyệt cho hàng trăm chuyến bay gọi là giải cứu, đem 200.000 người về nước, nhưng Lan áp phe với hãng bay của hàng không Việt Nam Airlines để chấn lột của công dân Việt Nam hơn 60 nước. Người ta tính ra con số 200.000 người đem về đã bị Lan và những người cộng sản đồng chí của Lan ép khách mua vé máy bay gấp 4-5 lần, có thời điểm cao gấp 8 lần. Vì thế, tính trung bình mỗi vé, Lan và những người đồng chí kiếm được 1.000 đô, đem nhân cho 200.000 thì đã kiếm được 200 triệu đô la. Đút tiền nhiều là thế, còn được Bò Đỏ tuyên giáo tung hô là nhân đạo thì mấy ai bằng Lan. Lợi dụng dịch bệnh mà ăn không chừa thứ gì, ăn cho dân khốc hại, ăn một cách tàn bạo như thế thì chỉ có người cộng sản mới làm được. Vì trên thế giới làm gì có quốc gia nào vô nhân đạo như thế, làm gì có quốc gia nào quan chức ngoại giao bị sổ khám vì hối lộ kiểu này. Chỉ có những người kinh qua lý luận cách mạng vô sản mới đủ dũng cảm vứt nhân tính mà làm chuyện bất nhân như thế. Lan chỉ làm cho mọi người coi một lần thôi, không có lần sau đâu.